Thần tài gõ cửa nhà tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, cực may mắn. Trong tháng 2 âm lịch năm 2024, ăn nên làm ra, tiền vàng ngập két, thăng hoa mọi mặt. Trong cuộc sống hối hả, mỗi người chúng ta đều đang nai lưng làm việc quần quật, mong một ngày được hưởng an nhàn sung sướng. Thế nhưng không phải cứ chăm chỉ, cứ dốc toàn tâm toàn ý là mọi việc sẽ được như ý muốn. Có những người dù đã bôn ba lam lũ cả tuổi trẻ mà thời cơ chưa tới lại thêm hung tinh chiếu mạng, tiểu nhân quấy phá, thì làm đến đâu tiêu đến đấy, tiền bạc vào cửa trước bước cửa sau, nợ nần chồng chất, rơi vào bần cùng túng quẫn không lối thoát. Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy đến với người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Giới tử vi tiết lộ, tuổi Giáp Thìn trong tháng 2 âm lịch năm 2024 này, vừa tròn 60 tuổi sẽ biết được mệnh trời, đổi đời vất mạnh, cát tinh tỷ tự, tài lộc hanh thông, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện. Trước đây nghèo khổ thế nào không biết, từ nay trở đi may mắn ngập tràn, tiền bạc đổ vào không ngớt. Vậy những may mắn nào sẽ đến với tuổi Giáp Thìn trong tháng 2 này? Con giáp này cần phải làm gì để đón lành tránh dữ trong thời gian tới? Thì xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu ngay sau đây. Thời gian mài bạc tóc huyền, miếng cơm manh áo vùi quên dòng đời, nghèo hèn băng lạnh nụ cười, vật vờ bèo quắt cánh trôi lạc loài, mưu sinh nặng giấc u hoài, trầm luân ngục lặn mấy ai tỏ tường, u minh bơi cõi vô thường, nhân tình thế thái nào lường được chi. Tử vi học có nói, tháng 2 âm lịch năm 2024, cuộc sống tuổi Giáp Thìn có nhiều chuyển biến bất ngờ. Thời gian trước, tuổi Giáp Thìn cũng như bao người khác cũng phải đối mặt với khó khăn thử thách, thế nhưng vào thời gian này sẽ khổ tận cam lai. Đặc biệt trong tháng này, tuổi Giáp Thìn sẽ có vận may lội ngược dòng, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều được cải thiện đáng kể. Ưu điểm của người tuổi Giáp Thìn là có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt, bên trong hội tụ phẩm chất đẹp như sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Đa số tuổi Giáp Thìn có tâm tư trong sáng, có năng lực, thích thực hiện kế hoạch riêng. Về phương diện tình cảm, tuổi này thích tạo ra cảm giác lãng mạn. Nữ tuổi Giáp Thìn siêng năng, tiết kiệm, đảm đang, tháo phát. Người tuổi Giáp Thìn có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, nên trong công việc, họ luôn cảnh báo mọi người về nguy cơ đang rình rập phía sau. Người tuổi này thường thông minh lanh lợi, thích kết giao bằng hữu, có khả năng lãnh đạo tốt. Gặp lúc khốn khó, vẫn kiên trì phấn đấu. Họ coi trọng chữ tín và luôn cố gắng làm việc hết sức mình. Nhược điểm trong tính cách của tuổi Giáp Thìn là hay đa tình, đa cảm. Họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Do tính cách mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán, nên tuổi Giáp Thìn cũng dễ bị rơi vào trạng thái tự tin thái quá, không biết cách kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. Họ dễ nóng nảy và nói những lời khiến người khác tổn thương. Tiếp theo, xin mời quý cô bác cùng đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện của con giáp Giáp Thìn tháng 2 âm lịch. 1. Về phương diện công danh sự nghiệp. Tháng 2 âm là tháng nhận thành quả cho những nỗ lực mà tuổi Giáp Thìn đã bỏ ra từ thời gian trước. Bản mệnh được sao thiên cơ chiếu mệnh nên có nhiều cơ hội thăng tiến tốt, được đánh giá cao, có người ủng hộ và khuyến khích. Bạn càng cố gắng thì kết quả lại càng vượt xa khỏi suy đoán của mọi người và kỳ vọng của chính bạn. Các mối quan hệ xã giao chính là một trong những yếu tố không thể thiếu, góp phần vào thành công của bản mệnh. Bạn làm gì cũng nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí còn được quý nhân trợ lực, việc khó khăn cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn hẳn. Dịch mã cho thấy bạn càng cố gắng, bỏ công bỏ sức ra làm việc bao nhiêu thì thành công lại càng vang dội bấy nhiêu. Vì thế, đừng ngại làm việc ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách để lười biếng.
sự chăm chỉ của bạn ắt hẳn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo để cấp trên cân nhắc phân công cho bạn những công việc trọng đại hơn, giúp khẳng định vị thế. Đặc biệt, mặc dù không gặp quá nhiều khó khăn, nhưng trong tháng này, bản mệnh vẫn gặp không ít thách thức, nên vừa làm vừa trải nghiệm cũng như tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tay nghề. Song kiên nhẫn chờ đợi đến thời cơ chín muồi, thừa thắng mà xông lên, hứa hẹn sẽ gặt hái rất nhiều thành quả tốt. 2. Về phương diện tài lộc. Tài lộc của người tuổi Giáp Thìn vô cùng vượng phát, một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này. Bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những bạn làm kinh doanh thì khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt, với sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp, con giáp này tìm được nhiều mối làm ăn tiềm năng, cũng biết cách duy trì các mối khách hàng lâu năm để có được nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Có điều, cẩn thận khi ngũ quỷ hung tinh rình rập, bản mệnh cần rà soát hợp đồng, giấy tờ văn bản pháp luật thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm, nhẹ thì bỏ tiền túi, đền bù thiệt hại, nặng sẽ dính dáng đến kiện tụng pháp luật. 3. Về phương diện tình duyên, gia đạo. Bản mệnh có những dấu hiệu phát triển tốt đẹp. Bạn được tận hưởng hạnh phúc nên tâm trạng lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ, đem niềm vui đến cho mọi người. Càng may mắn hơn, hai vợ chồng còn là chỗ dựa vững chắc của nhau, truyền động lực để cùng nhau tiến về phía trước. Những khó khăn bất chợt xuất hiện cũng không còn quá đáng sợ, bởi bạn biết nửa kia sẽ là hậu phương vững chắc, đem lại cho mình niềm tin và sự dũng cảm đối diện với những điều chưa biết trước. 4. Về phương diện sức khỏe. Thời gian tới, sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn ngày càng đi vào ổn định, không gặp phải vấn đề nào đáng ngại. Cũng nhờ các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng. Bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Tuy nhiên, thời gian tới có ngũ quỷ hung tinh ám tàng, quý tín chủ vẫn nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Xem đến đây, chắc hẳn quý cô bác đã nắm được cơ bản về vận trình của mình tháng 2 âm rồi. Vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may, đổi đời như ý? Tất cả sẽ được phú quý phát tài vén màn qua những phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Giáp Thìn. Đề phòng hao hụt tiền của. Bản mệnh đang cân đối khá tốt các khoản thu chi trong tháng 2 của mình. Tuy nhiên, các khoản đầu tư thiếu minh bạch có thể khiến bạn lâm vào sự thua lỗ, mất khả năng chi trả. Càng về cuối tháng thì nguy cơ mất tiền hao của càng lớn. Thêm vào đó, tính tiêu xài lãng phí cũng khiến những chú rồng bị thâm hụt tiền bạc không cần thiết. Tiểu nhân quấy phá. Vào thời điểm tháng 2 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn đang bị kẻ tiểu nhân cản đường thăng tiến. Bản mệnh khó lòng hoàn thành được kế hoạch đề ra, mục tiêu cũng trở nên xa vời. Áp lực lớn khiến người tuổi này khó tập trung cao độ như bình thường. Tiểu nhân dùng những lời nói hay hành động xấu xa để tác động lên bạn. Những chú rồng nếu không giữ được bình tĩnh mà bốc đồng sốc nổi thì đã trúng kế mất rồi. Bạn có thể đánh mất những cơ may thể hiện năng lực bản thân của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đừng chủ quan mà coi thường những kẻ xấu bụng xung quanh mình. Và ngay bây giờ, xin mời quý cô bác hãy cùng phú quý phát tài đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn. 1. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng Giêng, tức tháng 1 âm lịch. Tháng Giêng cũng là thời điểm Tết đến xuân về, nên người này cũng được hưởng nhiều phúc khí, là người có quyền lực trong tay. Những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi, hóa hung thành cát, hậu vận an nhàn, hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phúc tổ tông, phải tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình, trải qua nhiều vất vả, khổ sở trên con đường lập nghiệp. 2. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng này có cá tính mạnh, tự lập tự cường, dũng cảm gan dạ, có quyền uy.
Tuy nhiên, họ cần người dẫn dắt mình trên đường đời, nếu không sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực. Cuộc đời họ trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền. Họ là những người có tài, có trí, lại dám nghĩ, dám làm, không sợ hãi trước bất cứ điều gì. Ước mơ của họ là có thể một tay làm nên cơ nghiệp, gây dựng sự nghiệp khiến bao người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố mà họ phải trải qua nhiều khó khăn vất vả, thất bại nhiều lần trước khi có được thành công. 3. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 3 âm lịch. Sinh vào tháng 3 âm lịch, những chú rồng này có cuộc sống tiêu dao, an lạc, cả đời không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Họ là người có địa vị trong xã hội, được mọi người kính trọng và có thể sẽ trở thành tầng lớp giàu có, thượng lưu. Thông minh, đĩnh ngộ, phong thái tiêu sao, hiểu sâu biết rộng, họ sống thoải mái và biết tận hưởng cuộc sống. Nên dựa vào tài trí của mình để đi theo những ngành thiên về nghiên cứu. Tuy trong cuộc đời không ít những đợt sóng ngầm, nhưng họ khá may mắn nên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, hóa hung thành cát. Hậu vận cực tốt, gia đạo an yên, sung túc giàu có, con cháu đầy đàn. Có thể nói, vận mệnh người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 3 âm lịch khá tốt, có số an nhàn, có phúc khí ngập tràn. Tuy trong đời không có thành công, rực rỡ nổi bật, nhưng nếu biết đủ, bạn sẽ thấy cuộc sống rất tiêu sao, tự tại. 4. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 4 âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 4 âm lịch có số vất vả, không được nghỉ ngơi mà phải làm việc luôn chân luôn tay. Vận khí bình thường hay phải chịu chỉ đạo sai phái của người khác, không được tự do hành động hay làm theo ý mình mà luôn bị hạn chế. Đường tài lộc không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành. Trong xã hội không có địa vị cao, đa phần phải rời xa quê hương để lập nghiệp. Người này nên chú ý đầu tư vào con đường học hành, làm giàu tri thức của mình, hoặc học lấy một nghề nào đó thật thành thục thì sẽ có thể cải thiện số mệnh. Chỉ cần chăm chỉ cần cù thì tuy mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng vẫn có thể nhân định thắng thiên. 5. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 5 âm lịch. Sinh vào tháng 5 âm lịch, vận mệnh người tuổi Giáp Thìn không được tốt lắm, song được nhiều người quý mến bởi tính cách trung hậu, lương thiện, thành thực, chân tình. Họ thường phải xa quê hương để mưu sinh lập nghiệp, song tiền bạc kiếm được cũng không nhiều. Họ không nhờ cậy được nhiều vào gia đình, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, phải tự lực cánh sinh chứ không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên, phúc khí vẫn còn nên người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 5 âm lịch vẫn an ổn sống đến hết đời. Hãy suy nghĩ lạc quan, tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu, thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ có thêm rất nhiều ý nghĩa. 6. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 6 âm lịch. Người sinh năm Giáp Thìn lại trúng vào tháng 6 âm lịch. Tuy không được hưởng phúc hương hòa tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng bản thân họ là người thông minh, tài trí, xuất sắc hơn người, nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp. Tiền vận trải qua nhiều khó khăn vất vả, trung vận dần phát đạt hơn, tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già. Cuộc đời cát nhiều hung ít, lại được quý nhân phù trợ, nâng đỡ nên không phải chịu vận hạn gì quá lớn. Có điều trong đời người này không có số nắm quyền, trí tuệ hơn người, có tài văn chương, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ chữ tín. Họ có nhiều bạn bè, cũng có phúc khí quý nhân, những năm tháng tuổi già được hưởng nhiều phúc lộc, tiêu sao tự tại. 7. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 7 âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 7 âm lịch là người có tính độc lập. Họ là người có khí chất bất phàm, thông minh đĩnh ngộ, vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ, ủng hộ rất nhiều. Cuộc đời người này khá sung túc đủ đầy, không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn. Tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, số vượng tài vượng lộc. Tuổi già càng phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ, Nam Sơn, vui vầy cùng con cháu, phúc khí cực vượng. 8. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 8 âm lịch. Người sinh tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn có sức khỏe rất tốt, phúc khí vượng, cuộc đời ít phải trải qua hiểm nguy,
cũng không có nạn kiện cáo lao tù. Họ là người thông minh, lanh lợi, giỏi ứng biến linh hoạt, lanh lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn. Trong công việc, họ là người giàu tính sáng tạo, thường đưa ra ý tưởng độc đáo, có thể trở thành người lãnh đạo, nắm quyền lực trong tay. Về già, họ là người có địa vị trong xã hội, được người người nể trọng. Có điều trên con đường sự nghiệp, đôi khi người này sẽ gặp phải những điều ngáng trở, chứ không được thuận lợi suôn sẻ tất cả. Tuy rằng có lúc nản lòng thối chí, nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhờ đó mà gây dựng cơ nghiệp cho mình. Có thể nói, vận mệnh người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 8 âm lịch khá tốt, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên, họ có phần không tự thỏa mãn với bản thân, nên luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của bản thân. 9. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ. Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng này, tuy rằng xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng lại có ý chí kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn áo mặc cả đời không cần phải lo lắng. Thời vận an hòa, mọi sự như ý, cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 9 âm lịch là người có ý chí, ham học hỏi. Họ cần cù chăm chỉ, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người lại dũng cảm kiên cường. Trên con đường sự nghiệp, có thể nói họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến rất cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, cũng không bị bó buộc bởi gánh nặng gia đình, luôn sẵn sàng tiến bước bất cứ lúc nào. Họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội. 10. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết Lập Đông. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái, tự nhiên. Họ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, chịu nhiều vất vả, nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng rất hanh thông. Xem vận mệnh người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 10 âm lịch, tiền vận chịu nhiều vất vả, xuất thân cơ hàn, không được hưởng phúc lộc tổ tiên. Họ phải tự thân vận động, không được nhờ kệ gì về gia đình mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên, đến trung vận, vượng khí phát, sự nghiệp bắt đầu có nhiều bước tiến triển tích cực, dần giành được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể. Tư duy nhanh nhạy giúp họ khá nhiều trong công việc. Họ làm việc lý trí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Người này có đầu óc kinh doanh khá tốt, rất hợp đi theo con đường kinh doanh buôn bán, tài lộc cực vượng, không lo chuyện cơm ăn áo mặc, tuổi già phúc thọ song toàn, hưởng lộc an nhàn. 11. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết. Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng này được hưởng lộc từ tổ nghiệp, song gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ cực khó ai bằng, thiếu thốn đủ bề. Mưu sự không thuận, cũng không có nhiều tri âm tri kỳ, có chuyện buồn không nơi giải bày, công danh sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu. An ủi duy nhất là sức khỏe tốt, tuy nhiều chuyện xảy ra nhưng cuộc đời được bình an. Người sinh tháng 11 âm, năm Giáp Thìn vận mệnh như thế nào? Có thể nói họ có số khá vất vả, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cũng không may mắn được quý nhân phù trợ, hiếm khi nhờ được ai giúp đỡ. Cuộc sống gia đình kém thuận hòa, cần khéo léo giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình. Con cái cần chú ý bảo ban nuôi dạy, cho con được hưởng tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ cha. Tuy nhiên, người này vẫn có ý chí rất kiên cường, thất bại không làm họ nản lòng mà ngược lại, họ càng cố gắng hơn gấp bội lần. Ý chí là điều rất quan trọng, có thể khiến cho vận mệnh cuộc đời thay đổi. 12. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng Chạp, tức tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hàn. Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng này tài lộc khó tụ, công danh kém bề nổi trội, sự nghiệp gặp nhiều khó khăn trắc trở. Tuy nhiên hậu vận khá tốt, được an hưởng phúc tuổi già, con cháu đủ đầy, hiếu thuận ngoan ngoãn. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 12 âm lịch
Tuy cuộc đời không mấy giàu sang, song học hành giỏi giang tấn tới, có ý chí kiên cường và vững vàng hơn nhiều người. Họ có tham vọng, hoài bão cao xa, có điều gặp nhiều thứ ngáng trở nên khó lòng thành công. Chỉ cần có ý chí và quyết tâm thì chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng. Hậu vận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc lộc đất trời, con cháu trong nhà yêu thương hòa thuận. Tuy kinh tế không mấy khá giả, nhưng phẩm cách con người tuyệt vời, không vì tiền bạc mà khiến cho cuộc sống trở nên tồi tệ, biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Quý cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, ở tuổi 60 hãy sống cho mình, đừng mải mê tiết kiệm cho con cháu nữa. Sẽ là vô ích nếu bạn cứ mải mê chuyện kiếm tiền và dành dụng tiết kiệm. Hãy thoải mái chi tiêu những đồng tiền mình cất giữ cho việc du lịch, nghỉ dưỡng, mua sắm những gì mình thích, cho đi những gì mình có thể cho và đừng đặt quá nặng vấn đề nhận lại. Đừng nghĩ rằng bản thân phải để lại tất cả những gì mình kiếm được cho con cháu. Cũng đừng lo lắng những điều xảy ra với con cái của mình hay bản thân sẽ bị người đời đánh giá thế nào. Khi về với cát bụi, bạn sẽ không nghe thấy bất kỳ lời khen chê nào nữa. Thời gian bạn sống vui vẻ trên đời sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Còn con cháu, mỗi người sẽ có số phận riêng, chúng cũng sẽ tìm được con đường của mình trong cuộc đời này. Đừng làm nô lệ cho con cháu, thay vào đó, hãy giữ mối quan hệ với con cháu, yêu thương và giúp đỡ chúng khi cần. Cuộc sống vốn dài hơn cuộc đời lao động. Bạn nên nghĩ tới việc nghỉ hưu sớm khi đã bằng lòng với cuộc sống. Đừng quá kỳ vọng về con cái, hãy dành dụm tài chính để có thể tự chăm lo cho mình lúc tuổi già. Con cái dù có yêu quý cha mẹ, chúng vẫn bận rộn với công việc và chăm sóc gia đình riêng. Chưa kể còn có những đứa con bất cần, bất hiếu, ích kỷ. Nói chung, hầu hết con cái đều cho rằng chúng đương nhiên được thừa hưởng tất cả những gì cha mẹ đang có, trong khi bạn lại không có quyền gì với tiền bạc của con mình. Vì thế, đến tuổi 60, đừng phí công phí sức, hao tổn sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, bởi tới lúc sang thế giới bên kia, nhiều tiền đến mấy cũng chẳng mang đi được. Vậy khi nào thì ngừng kiếm tiền? Bao nhiêu tiền là đủ? Thực tế, chẳng cần nhà cao cửa rộng, dễ dịn, nhiều tiền. Chỉ cần căn nhà nhỏ xinh vừa đủ, một chỗ ngủ, một chỗ nghỉ ngơi, đủ chỗ tắm rửa, nấu nướng là đủ sống tốt rồi. Cuộc đời chỉ cần thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc là được. Gia đình nào cũng có vấn đề riêng, chẳng ai có thể hoàn hảo 100% được. Vì thế, đừng so sánh với người khác về phương diện tài chính, cũng đừng quan tâm tới việc ai giàu hơn ai, con cái ai thành đạt hơn. Thay vào đó, dành thời gian để đọc sách, đi tới nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống, cảm nhận cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Đừng bận tâm tới những điều mình không thể thay đổi. Hãy tạo cho mình một trạng thái thường xuyên ổn định, xác định xem điều gì có thể khiến bản thân vui vẻ, hạnh phúc. Lên cho mình một kế hoạch cụ thể và sẵn sàng tận hưởng. Một ngày sống không vui vẻ là một ngày uổng phí. Một tâm hồn lạc quan sẽ giúp chữa lành bệnh tật. Hãy nhớ giữ vững tinh thần, ăn uống và rèn luyện lành mạnh, vượt qua mọi trở ngại để sống thọ, sống khỏe với thể lực dồi dào. Trong cuộc sống, hãy bằng lòng với những gì mình có. Đừng quên bạn bè, bởi họ chính là sự giàu có của cuộc đời bạn. Hãy giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài, sống với những nguyên tắc như là biết lắng nghe và đừng ngắt lời, nói chuyện đàng hoàng chứ đừng nhạo báng, trả lời câu hỏi chứ đừng phản đối, tha thứ chứ đừng trách cứ, đã hứa thì không được quên. Hãy nhớ, mỗi người chỉ được sống một lần trong đời.